Rồi mến chào anh em, hôm nay ngày 16 tháng 5 anh em ơi, tiếp tục gọi đội cái con Kuta giúp tên nè, 155 anh em. Chú Ái lại khơi phát tháo khui thục với chú Ái. Ờ. Bóc tem rồi. Cắt dây rồi. Cắt chỉ rồi. Thơm thơm mùi mới à. Ờ. Mình ở đại chú này là đi để mình đi cho biết thôi. Dạ. Tôi không thấy thấy hình đâu, tôi nghe tiếng không mà tôi biết à. Biết à. Biết chứ. Biết. Rồi thơm mùi mùi máy mới không? Giang mà chú dạ. Thú dạ. Đi chơi đi. Dạ. Dài mở thì cũng vô động nó thơm mùi xinh. Mùi xinh. Xong cái lên mùi xinh đó. Bộ này chạy là hết luôn. Hết bài luôn. Cô ta chính hãng anh em. Rất cao. Nó trình trọng bài. Chú nhớ là hồi mới có Honda 6,5 máy xăng đó. Cũng 9 chỉ vàng rồi. Bây giờ mình so đó đi. Dạ. Đó, bây giờ mình nói tiền nó rất cao thì chục rồi mà nhặt mình so cái này là nó dễ xài. Có năm tôi mua vàng. Cái máy cũng tốt là 2S60 một cây vàng. Ê, vậy là hồi đi cái máy này với cái máy gần 100 luôn đó, qua đó. Đẩy cái gì đẩy bánh ăn cơm nó đi rồi. À chú biết á, tôi vợ tôi chúng tôi là 2S60 mà xài một đạn á, ngọn lỡ tốt tốt thành thôi. Đi về cái việc về suy nghĩ bán phải nhỏ lúc đó máy rồi để như bây giờ. Bây giờ là bắt đầu cái hệ thống đâu có điện thoại giờ nữa rồi. Cái xuống lấy, không có dao rồi, 5 triệu à. 5 triệu bạc. Quá đã. Tôi còn nhớ là cây vàng. Anh chú máy này anh em. Mua về anh chạy chạc chơi. Mình tới đâu anh chuột? À, ở Châu Phú. Châu Phú. Bình Thủy Châu Phú. Dạ. Không, mình thấy vậy thôi chú ơi, giờ thì không có. Dạ dạ, để xin. Cầu Bình Thủy đó em. Dạ, còn Bình Thủy đó. Bình Thủy, con cũng lên từ đất à. Chạy về nhà bà. Cái này là cái số bất bình thôi, chúng mình gọi lỡ ra dễ gì. Mười máy rồi. Mấy lít anh, nhấc mấy lít. Dạ. Nhấc mấy lít. 3 lít. Cái chú 2017 đó. Dạ, con mưa lên tới chị Điệp, Thái Lan bển mua máy cắt. Máy chảnh là xài thằng, thằng lúc đó chưa có thằng này. Đạt xài cái thằng ở lúc trước không á. Nó chạy cái như nó là làm cái chân đi mà. Ê, đừng cái cặp đàn nó của máy hôm qua không à, mập hay là máy máy ấy. Ừ. Nó qua tới rồi.